Chào các bạn mà các bạn nghe câu chuyện lão hà tiện Ngày xưa ngày xưa có một lão hà tiện yêu tiền hơn yêu cuộc sống của mình Ông ta có một đứa con 10 tuổi và rất lô bọc trong nhà Lão hà tiện thấy lô bọc của mình cứ ra ra vào vào trong lòng rất lo lắng Hắn nghĩ nếu lô bọc lấy cắp đồ đạc của mình mà mình không biết thì rõ ràng là đã mất quá nhiều Lão Hà Tiện liền đuổi việc tất cả lô bọc trong nhà, bán cả nhà, đổi toàn bộ tài sản của mình thành vàng và chôn xuống đất. Hắn và đứa con trai ở trong căn phòng nhỏ, sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Không lâu sau đó, lão Hà Tiện lại có lỗi khổ khác. Lão e rằng tiền vàng mà mình chôn dưới đất sẽ bị ai đó phát hiện ra. Thế là ngày nào lão cũng đào vàng lên kiểm tra. Chỉ tận mắt nhìn thấy những đồng tiền vàng ống, lão mới yên tâm. Hành động kỳ quặc đó của lão Hà Tiện khiến mọi người chú ý, đặc biệt là người chăn cừu hàng xóm. Có một hôm, lão Hà tiện đến chỗ giấu vàng, đảo mắt xung quanh, thấy không có ai mới dám nhẹ nhàng đào hòm tiền vàng lên, đếm đi đếm lại, sau đó lại chôn vào chỗ cũ mới yên tâm đi về nhà. Người chăn cừu lấp đằng sau đó đã nhìn thấy tất cả, thế là ông liền đến chỗ lão Hà tiện chôn hòm tiền vàng, đào lên và mang chia cho những người nghèo trong làng. Ngày hôm sau, lão Hà tiện đến chỗ chôn vàng kiểm tra, khi phát hiện ra tiền vàng không còn nữa, liền ôm mặt khóc rưng rức. Có người thấy vẻ đau khổ của lão Hà tiện, liền hỏi nguyên do và an ủi ông đừng buồn nữa tiền vàng tuy là của ông nhưng từ trước đến nay ông chưa dùng gì đến nó như vậy còn có ý nghĩa gì nữa bây giờ tuy không còn tiền nữa nhưng nếu tiền có thể phát huy được tác dụng của nó thì ông cũng nên cảm thấy vui mừng thay nó chứ phải không qua câu chuyện trên các bạn học được bài học gì dù tiền có nhiều đến mấy nhưng không phát huy tác dụng của nó thì cũng chỉ giống như đống sắt vụn mà thôi. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.